Anh ơi, em luôn làm mọi người xung quanh vui vẻ được, sao em không thể mang lại niềm vui cho em vậy? Em có tệ với bản thân quá không? Ủa? Thế cái việc mà em làm mọi người xung quanh vui vẻ nó không phải là việc mang lại niềm vui cho em à? Thế là em đang bị diễn rồi. Thế là không được rồi. Thế là em đang bị kiểu là đéo sống thật với cả bản thân đấy. Em đang cố gắng làm cho mọi người xung quanh vui vẻ thôi, chứ cái việc này đéo làm cho em vui. Còn nếu như em cảm thấy cái việc này nó áp lực và nó kiểu mất thời gian của em quá, nó cảm thấy con người em khó chịu quá, thì tốt nhất là em đừng làm người khác vui nữa, làm cho bản thân mình vui là được rồi. Con người nó đéo thể làm được một lúc nhiều việc đâu em ạ, chỉ làm tốt được một việc duy nhất mà thôi. Đấy, em nhìn này, anh làm cái nghề này này, anh có bao giờ anh làm sang cái khác không? Anh có kinh doanh không? Không, kinh doanh nhỏ lẻ thì đéo làm gì. Kinh doanh như nhà tôi gọi là hộ gia đình các bạn, một tháng bán được đâu đấy khoảng 5-6 cái đơn Missy Food thì không nói là kinh doanh, gọi là bán đồ linh tinh thôi. Đấy, tôi chỉ tập trung và tôi làm đúng stream thôi. Bạn bè tôi bây giờ đã có đầm tôm, bạn bè tôi có hiệu trà sữa, bạn bè tôi mở bán xe máy Honda, bạn bè tôi làm nhạc sĩ, bạn bè tôi làm nha sĩ, bạn bè tôi bây giờ mà có cả những cái công ty tập đoàn cực kỳ lớn. Nhưng mà tôi bây giờ tôi có làm theo kiểu đấy đâu, tôi làm mỗi cái này các bạn, chỉ làm tập trung vào làm một việc thôi thì nó mới vui được. Loanh quanh làm lúc nhiều việc là không ổn đâu. Thứ nhất là nó không hiệu quả, thứ hai là nó bị áp lực cho bản thân mình, đau đầu vãi đái ra. Một đời người ấy tính ra cứ khoảng 25 tuổi đã bắt đầu vào guồng kiếm tiền đi, thì anh em mình loanh quanh cái tuổi mà còn sức lao động ấy thì chắc là đến được khoảng 60 tuổi là 35 năm. Đấy, 35 năm đấy tốt nhất là mình nên chia ra làm vừa vừa thôi, đừng có làm nhiều quá. Hoặc là các bạn muốn rớt một phát các bạn kiếm tiền thật là nhanh, sau đấy các bạn nghỉ thật sớm. Nhưng mà đéo phải ai cũng làm thế được các bạn, người ta phải có nền tảng, người ta phải có may mắn, người ta phải có thời, thiên thời địa lợi các kiểu người ta mới làm thế được. Còn mình thì cứ túc tắc thôi, đừng làm nhiều việc quá, đau đầu lắm. Một nghề đi sống, đống nghề đi chết. 1.000 follow Facebook chỉ được 21, à chỉ mất 21.000. Bạn ơi, bạn cho tôi mua 1 triệu follow cái được không? Để kiểu Facebook của tôi cho nó hoành tráng cái được không? Tôi đéo hiểu không, mua follow để làm cái đéo gì, để cho nó oách à, để cho nó oai à? Giống như cái việc mà công kiểu bỏ tiền ra, ngày xưa nhá, tôi đéo biết để cái tích xanh giá nó rẻ. Ngày xưa mua tích xanh tốn tiền vãi cả lì luôn. Mỗi ông mua quả tích xanh mất đâu khoảng 25 cho đến 30 triệu để lấy được một cái tích xanh. Để làm gì? Để oai như cóc các bạn, giải quyết không oai thôi, còn lại chả được cái tích sự đéo gì cả. Cái việc mà các bạn mua follow cũng thế thôi, người ta theo dõi các bạn toàn là ảo cả, để làm gì, để phông bạt với đời chứ được cái đéo gì đâu. Đừng làm thế các bạn ạ. Tôi nhá, group của tôi lên rất là chậm từ năm 2017 đến bây giờ. Facebook cá nhân của tôi, Instagram của tôi, fanpage của tôi, tất cả tôi xây dựng mỗi thứ một mảng riêng các bạn, mà nó lên chậm lắm. Nhưng mà với tôi chậm thế nó mới chắc các bạn ạ. Các bạn thử nhìn xem bây giờ nhá, mặc dù cái lượng follow của tôi nó không lớn, mặc dù cái group nó cũng không phải là kiểu hoành tráng quá, nhưng mà cái tương tác của nó là ổn, tương tác của nó là cao vãi đái luôn các bạn, và nó là tương tác thật. Đấy là do tôi xây dựng từ ngày xưa đến bây giờ thì nó mới có hiệu quả, nhìn phát là thấy ra tiền luôn đấy. Chứ còn cứ đi mua mấy cái follow về xong rồi bắt đầu nhận mấy cái live stream bán hàng xong quảng cáo mỹ phẩm kiểu thôi chắc làm được mấy phát các bạn ạ. Anh đi hiến máu lễ hội Xuân Hồng, ui, mẹ mà thế tôi sợ kim vãi cả đái ra, nhìn kinh vãi cứt hiến máu thì nó thế đó. Mà từ bé đến giờ tôi chưa đi hiến máu bao giờ các bạn ạ. Thấy mọi người bảo là nếu như các bạn mà đi hiến máu về là da rẻ các bạn sẽ đẹp hơn đấy, xong rồi là kiểu cơ thể sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Tôi đéo biết là có thật hay không, nhưng mà tôi nghĩ là bình thường ví dụ tôi mà đi nhổ răng hay là tôi đi làm cái đéo gì đấy mà tôi bị mất máu nhiều quá, ví dụ tôi đi mổ chĩ chẳng hạn, mất máu nhiều quá là tôi sẽ bị hoa mắt chóng mặt ù tai trong mấy ngày liền các bạn, là đéo chịu đâu. Tốt nhất là không nên đi hiến máu. Ngày xưa cái hồi mà sinh viên ấy, bọn tôi đi hiến máu à, cả nhà tôi đi các bạn, nhà tôi hồi đấy là ở khoảng 7 thằng ở với nhau, mà thay đổi cuộc sống của mình rất là lớn, nhưng mà hãy coi đấy là những cái chuyện bình thường, mình phải đón nhận đi, bình thản mà nhận thôi. Tại vì biết đâu đấy sau những cái đen đủi đấy lại những điều may mắn đến thì sao. Các bạn đã từng nghe cái chuyện tái ông mất ngựa chưa? Nó gọi là chuyện gì nhỉ? Tái ông thất mã hay tái ông mất ngựa gì đấy. Thì cái câu chuyện nó kiểu như này, tôi đều nhớ lắm, những ngày xưa bố tôi kể một lần. Nó là có một ông già, ông ấy ở biên giới, thì có một thằng con trai đi mạng, thằng con trai thích chơi Facebook vãi lột. Một ngày ông ở nhà ông nuôi ngựa, thằng con trai thích cưỡi ngựa lắm đi mạng. Thế là một ngày con ngựa ấy bị sổng mất, nó chạy con mẹ sang bên kia biên giới. Thế là ông già buồn vãi lồn, thì thằng con biết ông già bị mất ngựa buồn mà thằng con thích cưỡi ngựa mà, nghe post của mẹ lên Facebook nhà mất ngựa rồi a hu hu, xong rồi đi mạng bạn bè vào thả tim thả like các thứ, xong rồi chạy sang nhà chia buồn. Đi mẹ đang chia buồn với thằng con thì ông già ra,
bảo bịp mẹ thôi, chúng mày câm mồm giải tán con mẹ mày đi, mất ngựa chưa phải là đen, bịp mẹ mày cứ đợi đấy. Thế là 3 tháng sau con ngựa nó lại quay lại. Buồn cười vậy luôn, con ngựa nó quay lại xong nó lại còn dắt thêm một con ngựa khác ở nước khác về, tại nhà gần biên giới mà. Mà con ngựa nước khác thì sao, nó to hơn, nó khỏe hơn, bịp mẹ trông phạm vỡ vãi lồn. Bịp mẹ mày thằng con lại sướng vãi lồn ra. Thế là lại post lên Facebook, địt mẹ mày ngựa bố mày về rồi, lại dắt thêm con ngựa nữa bự vãi luôn. Thế là hàng xóm bạn bè, địt mẹ mày thanh niên trai tráng trong làng lại sang chúc mừng. Địt mẹ bảo uầy, địt mẹ mày nhà lộc vãi lồn ra, đúng là mất ngựa không phải là hên. Ông già lại ra bảo địt mẹ chúng mày câm mồm giải tán ngay, địt mẹ mày nhà tao được thêm con ngựa chưa chắc đã phải là điểm lành. Đấy, thế là chúng đám thanh niên nó lại giải tán. Thì thằng con thích cưỡi ngựa mà. Thế là một ngày lại địt mẹ mày nhảy lên con ngựa vừa được lấy về cưỡi. Thế đéo nào, địt con mẹ mày con ngựa ác quá, ngã con mẹ xuống gãy chân, lại đăng lên Facebook, địt con mẹ mày ngã ngựa gãy chân rồi, chúng mày ơi đau vãi luôn. Thế là hàng địt mẹ mày thanh niên trai tráng lại đến chia buồn. Địt mẹ ông già lại ra bảo chúng mày câm mồm giải tán ngay, địt mẹ mày ngã ngựa gãy chân chưa chắc đã phải là điểm xui, cút. Thế là thanh niên trai tráng lại bò về nhà. Đấy, thì tại vì nhà gần biên giới cho nên là đợt đấy địt mẹ tự nhiên lại có chiến tranh. Chiến tranh xong rồi trai tráng trong làng là phải đi lính hết. Địt mẹ thằng con ông này bị mẹ gãy chân thì đéo đi lính được, mà địt mẹ đi lính thì chết con mẹ hết thanh niên trai tráng trong làng không ạ. Thế là đấy, địt mẹ mày hồi đấy thanh niên chết mẹ hết rồi, nên là post lên Facebook thì cũng đéo thấy ai sang nhà chia vui chia buồn nữa. Thế là câu chuyện nó con. Chú nghĩ sao về việc cha mẹ không cho con cái theo đuổi ước mơ rồi con cái rơi vào bị hụt hẫng? Úi dồi ôi, thực ra là đôi khi con cái cá tính cũng mạnh quá cơ. Lên trên mạng thấy anh này làm cái nghề này, chị kia làm nghề kia, là thấy kiếm tiền nó dễ quá, cái nghề này nó đơn giản quá. Ví dụ như là bây giờ đấy, thỉnh thoảng ấy, các bạn vẫn thấy trên stream của tôi vẫn có người donate đấy, hỏi anh ơi làm nghề stream này như nào, em bây giờ muốn theo đuổi nghề này em bắt đầu từ đâu. Thế hỏi thì bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 12 tuổi rồi ạ. Thế thì thôi, tôi biết tư vấn cái đéo gì nữa. Công cứ lên trên mạng ông nhìn mấy cái ông nói chuyện sàm sàm ở trên mạng, xong rồi thấy kiểu có người donate các kiểu thứ là các ông nghĩ là nó dễ. Làm việc theo đam mê là chỉ việc ngồi chơi game rung đùi là có tiền thôi, đéo đâu các bạn ơi. Người ta chỉ nhìn vào, người ta phải nhìn vào một cái quá trình rất là dài, chứ người ta đéo nhìn vào cái hiện hữu của hiện tại. Kiểu kiểu nó như thế. Cái tuổi mà các bạn còn đang để bố mẹ trả tiền nhà, bố mẹ trả tiền điện nước, bố mẹ lo cho ăn học ấy, thì các bạn cứ học đi. Đam mê các bạn còn cả đời. Rồi ơi, 18, 20 tuổi mới chạy được đâu đấy khoảng 1/3, 1/4 cái cuộc sống này. Chưa gì đã kêu là mẹ với bố mẹ áp đặt rồi, phải đi theo đam mê rồi. Đam mê cái đeo gì, chưa làm ra tiền cứ nói đến cái câu đam mê, nghe nó đau đầu lắm không ạ. Bố mẹ còn nuôi được là tốt, xong rồi ra ngoài đời người ta trù dập cho thì mẹ lúc mà đi kiếm tiền lo từng cái hóa đơn điện nước thì lúc này các ông mới thấy khổ. Thôi nghe bố mẹ đi các ông ơi, bố mẹ nuôi cho là tốt lắm rồi. Có nhiều người mẹ người ta chưa học xong người ta đã bỏ dở sáng nay. Hôm nay tôi vừa đọc trên mạng cái bài gì đấy, em bé đi bán ngô. Trời ơi, đọc thấy khổ vậy đấy. Các ông đọc bài này chưa? Có một em bé mà bình thường mà hay đi với bà để bán ngô đêm ấy, sau đấy là bà bị ốm và mấy hôm nay em phải đẩy cái xe bán ngô đi một mình ấy. Tôi không biết là cái thông tin đấy là thông tin thật hay không, nhưng mà tình cờ tôi lướt ở trên Facebook tôi thấy cái bài đấy, tự nhiên thấy chạnh lòng vậy đấy. Đấy, có những người ta không được ăn học đầy đủ ấy, có những người ta không có điều kiện để đi học ấy, người ta phải đi kiếm tiền ấy các bạn. Đấy mới gọi là khổ. Mà những người như thế tôi nghĩ là đéo bao giờ trong đầu người ta nghĩ đến hai cái từ gọi là đam mê đâu. Còn các bạn ấy nhiều lúc sướng bỏ mẹ đi, bố mẹ nuôi cho rồi, bố mẹ cho ăn học rồi, ở nhà lầu rồi, có phòng riêng rồi, có máy tính rồi, internet các kiểu rồi. Đêm hôm nằm ngồi xem stream rồi cứ nói đến mấy cái chuyện là bố mẹ áp đặt rồi, là bố mẹ không cho theo đuổi đam mê. Mệt. Cảm ơn Bư nhá. Cảm ơn em nhiều. Cố lên em trai ơi. Cảm ơn Việt Hiếu nhá. Anh nói giống ông bà già em vãi lìn. Tại vì các bạn còn trẻ, các bạn chưa biết kiếm đồng tiền nó khổ như nào, các bạn chưa biết cân đối chi tiêu làm thế nào thôi. Sau các bạn ra đời các bạn sẽ thế à. Ngày xưa tôi ngồi nghe bố mẹ tôi nói mãi về cái chuyện kiếm tiền, về cái chuyện tiết kiệm tiền, về cái chuyện mà cân đối chi tiêu làm sao cho cuộc sống gia đình nó đầy đủ, có củ ăn củ để sau này còn mua được nhà, mua được xe. Nghe nó xa xôi, kiểu nghe nó bình thường vậy đấy. Chuyện buồn cười vậy đấy. Mình thì nghĩ cuộc sống nó đơn giản, hàng ngày cứ ăn đủ 3 bữa về nhà, xong rồi hôm sau lại cắp sách đi học, thế là xong rồi. Nhưng mà sau này ra ngoài nó khác các bạn, đéo ai lo được cho các bạn cả đời đâu. Bố mẹ rụng già hết không ạ. Alo, chào em. Chào chào em ạ. Chào anh Đội, chào anh Trinh. Đấy, bây giờ thì mẹ tôi bóc chỉ có Trần thôi.
Chào em, hôm nay bọn anh có làm cái talk show vui vẻ và chọn ngẫu nhiên một người lên tư vấn về lĩnh vực về vấn đề tình cảm và tình yêu. Em có câu hỏi nào muốn tham khảo ý kiến của anh với cả xem em không? Thực ra thì em đã rất lâu rồi chưa có người yêu. Đầu tiên thì em có thể tắt cái stream này không, tiếng nó sẽ vọng lại. Thứ hai là trước khi đặt câu hỏi, em có thể giới thiệu qua bản thân mình chút được không? Em tên là Linh, đây em 21 tuổi và em đang sống ở Đà Nẵng. Wow, sao tại sao giọng Đà Nẵng của em nó hơi khác bình thường, em là người Bắc đúng không? Tại tôi không biết Đà Nẵng như nào. Em là người miền Trung thôi. Em là người miền Trung, tôi xem là giọng miền Bắc ngọt xớt vậy. Tại vì ở đây nói giọng của em người ta không hiểu. À rồi, anh hiểu rồi. Tại vì ngày xưa công ty cũ của anh cũng có chị người miền Trung. Khi mà nói chuyện với cả người cùng quê thì chị nói theo kiểu giọng khác. Chị nói giọng Bắc thì chả ai biết được là chị là người miền Trung cả. Năm 21 tuổi em đang học ở đâu vậy? Em đang học trường Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng ạ. Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Ok. Nãy em có nói là em chưa có người yêu đúng không? Dạ vâng. Thế bây giờ em có muốn hỏi một câu hỏi gì về... Về chuyện tình cảm, về tình yêu, hay là em có một cái tiêu chí nào đấy để có thể chọn một bạn nam cho mình không? Thực ra thì bây giờ em có một người rất là xa từ Sài Gòn, hay nói chuyện, hay tâm sự, hay kiểu thả thính, thì anh nghĩ em có nên tin không? Tin với em là tin ở cái mức độ nào? Và tin ở trong cái lĩnh vực nào, em... tin ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, tin ở khía cạnh nào? Tin là người ta có thật lòng hay không, hay là chỉ cho vui thôi? Nếu trong mấy cái trường hợp này, một anh đã xác định là quen xa, lúc quen xa anh có thể tự biết này, em đang trải nghiệm qua thì nó không có đơn giản, có rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều vấn đề làm mọi chuyện khó lên. Còn việc tin hay không á, nếu mà nghiêm túc anh nói ra con trai mà hắn là thoải mái là con trai, còn em thì anh nghĩ tiếp tục nhưng đừng đặt quá nhiều để cho nó đau. Nếu mà người ta không có ra như mình mong muốn thì đừng có đặt nhiều quá vào cái đó. Anh thì cá nhân anh thì anh không tin vào tình yêu mà nó ở xa lắm. Chưa bao giờ anh có một cái niềm tin nào về một cái tình yêu khi một cái khoảng cách địa lý nó quá xa. Chưa kể còn chưa gặp nhau bao giờ và chỉ nói chuyện trên mạng đúng không? Chưa gặp nhau bao giờ đúng không? Dạ vâng, rất là xa nhỉ. Nó sẽ có những cái cảm xúc rất là thật. Nó sẽ có cảm giác nhớ, cảm giác vui, cảm